Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Gió Family. Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình lái xe cảnh sát đi bắt tội phạm nhé. Tình hình tội phạm dạo này rất là phức tạp. Chúng ta mới nhận được thông báo một ngân hàng vừa bị cướp. Kia rồi, chiếc xe của tên cướp đang ở phía trước chúng ta. Đang cố tình bỏ trốn kìa. Chạy theo, đuổi theo thôi. Hắn đang cố tình chạy trốn, nhưng ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Ta phải tăng tốc đuổi theo hắn. Dừng lại đi. À, tên này thật là cố chấp. Đây rồi, cơ hội đến rồi. Dừng lại ngay. Dường như hắn có súng. Tên này nguy hiểm lắm, chúng ta phải vây bắt được hắn. Manh động quá đi. Lại tiếp tục hành trình đi bắt tội phạm nào. Chúng ta mới nhận được thông báo một ngân hàng vừa bị cướp. Kia rồi, chiếc xe của tên cướp đang ở phía trước chúng ta. Nguy hiểm quá. Dừng lại ngay. Đừng gây tai nạn cho người khác, nếu không ta sẽ bắt ngươi vào tù. Tên này ngoan cố quá đi.